16 hồi năm nha. Nè, đang ăn cái món gì ạ? Dạ, mực. Ghê, nay mùng 5 Tết nha, nhà nấu ăn. Đó. Ai đây? Cây lan này chỗ hai đầu rồi đó, hồi Tết chỗ đầu giờ đâu. Khác liệt không? Không sáng gì đâu luôn á. Nó xịn mà. Cái này nó trong mặt. Hồi đó đâu, nghe mai nè, tới giờ cũng còn bóng nè nó.
Nãy vô trước đó. Đúng rồi đó. Đứng ngoài. Trả thầy. Ê, nó bị giải thầy rồi.
đưa cho ba nó nữa. Rồi vô ăn đi, vô đi. Ủa sao cô hai người lại vô con? Đi xì rồi. Đưa cho ba nè, đưa cho ba. Không, đưa cho ba nó. Bây giờ đưa ba nè, đưa. Đưa ba. Cho ba được. Đưa ba được. Ba là cái bị sao? Đạt được. Rồi. Gom ra, gom ra.